Thành Ca Tỳ La Vệ, tất đạt đa thái tử con vua tình phạm. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm đến Thành Ca Tỳ La Vệ, tất đạt đa quyết chí xuất gia tầm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình mạnh áo nâu sòng. Rừng núi ca vàng muôn tia hào quang chiếu sáng bóng ngài. Chim vui chào đón mười phương thành tâm kính lạy bổn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loài, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng. Đời dương thế si mê tham giận lầm lối, con cúi sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh. Từ ngàn xưa Thành Ca Tỳ La Vệ, tất đạt đa thái tử con vua tình phạm. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên Thành Ca Tỳ La Vệ, tất đạt đa quyết chí xuất gia tầm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình mạnh áo nâu sòng. Rừng núi ca vàng muôn tia hào quang chiếu sáng bóng ngài. Chim vui chào đón mười phương thành tâm kính lạy bổn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loài, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng. Đời dương thế si mê tham giận lầm lối, con cúi sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh. Đời dương thế si mê tham giận lầm lối, con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh. Đời dương thế si mê tham giận lầm lối, con cúi xin ơn ngài cứu. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ơi. Nam
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, tối nay là tối Chủ nhật ngày 25 tháng 1 năm 2015. Đây là buổi sinh hoạt Phật pháp cuối trong cái dịp chúng ta kỷ niệm lễ Phật thành đạo. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Giờ ngồi nổi không? Chiều nhiều món quá. Thưa đại chúng, ở ngoài Bắc á, người ta niệm Nam Mô Bản Sư chứ không phải là Bổn Sư. Thí dụ như là Thọ Trai thì ngoài Bắc gọi là Thụ Trai, Thụ Trai. Cho nên nếu mà mình có đọc những cái bản kinh ngoài Bắc mà để Bản Sư á, thì cũng là giống như chữ Bổn Sư thôi. Thì trong cái khoa, trong cái kỳ này á, mình học một bài kinh. Bài kinh đại ý rằng có người hỏi Đức Thế Tôn, làm sao để chúng con nhận biết cái vị đó là một đấng Mâu Ni. Như ngày hôm qua, hồi sáng này mình cũng nhắc đi nhắc lại chữ Mâu Ni. Mâu Ni nghĩa là người có khả năng sống với lòng từ, gọi là năng nhân. Có khả năng sống yên lặng, gọi là năng tịnh. Có khả năng nhẫn nhục, gọi là năng nhẫn. Có khả năng nhu nhuyến ở mọi hoàn cảnh, gọi là năng nhu. Thì có nhiều cách để nhận diện. Vì vậy cho nên đó, khi mà chúng ta nghe rồi thì thấy bài kinh này Đức Phật đã đưa ra rất nhiều những cách để chúng ta nhận biết những cái điểm tốt của người khác, để chúng ta khởi lòng thương và cung kính. Hôm qua mình có nói rằng Đức Phật nói rằng nếu mà một cái người Mâu Ni á, là người đó không bị kẹt vào hư danh, người ấy có thể buông bỏ được mọi tham cầu, người ấy biết sống tri túc, hạnh phúc, không còn sợ hãi, không còn tật đố, có khả năng sống thảnh thơi. Người ấy đã hết nghi ngờ, không còn nhu yếu hí luận. Người ấy không bị sự cung kính của thế gian làm lay chuyển tâm ý. Có nhiều khi mình được người ta khen ngợi mình nhiều quá thì mình không có vững chãi thì mình cũng có thể bị lôi kéo những cái lời khen đó. Cũng giống như quý vị đọc Thủy Sám, mình sẽ nhớ câu chuyện của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Vì được người ta cung kính và đặc biệt là vua, cho nên đã làm một cái ghế ngồi bằng trầm cho quốc sư Ngộ Đạt ngồi. Thì khi Ngài ngồi lên cái ghế đó thì quỳ xuống, bao nhiêu người cung kính đảnh lễ, thì cái tâm của Ngài lúc đó khởi lên cái tâm cao ngạo. Không ngờ hôm nay ta cũng có ngày này, ta cũng có được một ngày ngồi trên một ghế trầm và bao nhiêu người phải quỳ mọp lại, và ta là một thầy của vua, gọi là quốc sư. Thì khi mà Ngài khởi như vậy đó, thì cái đức của Ngài nó, cái tâm đó, cái tâm hư nó khởi lên, thì cái nghiệp báo nó tới, nó tác dụng. Tại vì cái quả, cái nghiệp đó, cái oán thù đó đã đi theo Ngài nhiều đời rồi mà không có cơ hội trả thù. Tại vì lúc nào Ngài cũng là người tu chân chánh hết. Thì trong một cái giây phút Ngài khởi cái niệm bất thiện thì cái oán thù nó ập đến, nó hành hành Ngài qua một cái mục ghẻ mà phải đắp bằng thịt, thịt mà thịt tươi, thịt sống, thì cái mục ghẻ đó nó mới lắng dịu, nó bớt đau nhất. Thì ở đây chị muốn nói rằng cái đó là một sự nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng hàng ngày mình sống á, mình giảm thiểu cái khởi niệm xấu cho người. Tại vì khi mình khởi cái niệm bất thiện thì cái phước đức mình nó tổn giảm và cái nghiệp báo nó theo mình. Cho nên thí dụ mình lỡ mình khởi cái tâm niệm xấu cho ai, cái giật mình thôi thôi, không dám, con xin sám hối. Cứ như vậy mình làm, điều phục cái tâm ý của mình. Thật sự ra nói là làm sao con người mình không có những cái giây phút mà khởi những cái tâm bất chánh? Có chứ. Nhưng mà cái quan trọng là mình khởi xong rồi mình không để nó lôi. Thí dụ như quý vị ngồi niệm Phật buổi tối á, lấy chuỗi ra, A-di-đà Phật, bấm hột hay là Nam Mô Di Phật, đang niệm vậy đó, tự nhiên một cái khác nó xen vô liền. Nó nói, ủa tháng này mình đóng tiền hụi chưa ta? Cái thì nhớ trực là cho mình niệm Phật mà.
thì nhớ lại thật sự mình cái đó không có tội. Mình đừng có sợ là mình niệm Phật rồi mình khởi niệm tùm lum tà la vậy là tội. Thưa, không có tội. Nhưng mà tại vì mình muốn dùng câu niệm Phật để trị cái tâm ý lăng xăng của mình, cho nên khi nan niệm vậy thì nó xen vô, thì mình giật mình liền. Chứ còn có nếu mình không á, là mình sẽ nghe lời nó, đứng dậy, đi lại cái học tủ, mình cất cái giấy mà ghi hụi đó, mình kéo ra có ai đóng rồi chưa. Miệng mặc dù tay vẫn lần chuỗi mà check cái để yên tâm. Thấy không? Thành thử ra như vậy là mình sai. Tại là mình thưa nay mình sống là mình để nó lôi. Còn bây giờ là mình không để. Hoặc là tới cái mùa lễ mình mua quà cáp cho người này người kia, cái mình đăng niệm mình hứa trực, ủa còn đứa mình chưa mua, cái mình sợ quên, cái là mình chạy tới mình lấy cái danh sách hay là mình đi lục coi, miệng thì niệm mà lục coi cái đống đồ mình mua coi còn dư cái gì không, để lát nữa mình gói mình tặng. Những cái đó đó không có tội, nhưng mà chúng ta gọi cái đó là gì, là vọng niệm. Vọng niệm tức là vọng, tức là không thật. Cái mình đang niệm là gì? Niệm Phật chứ không phải niệm cái khác. Niệm Phật là miệng mình nói tên Phật, tâm mình nhớ nghĩ Phật. Còn bây giờ tự nhiên miệng thì đang niệm Phật mà tâm nhớ nghĩ cái khác là nó vọng rồi. Cho nên mình đừng để nó lôi. Thì ở đây cũng vậy. Mỗi khi mình lỡ mình khởi cái tâm ý bất thiện cho ai hay bất cứ việc gì thì chúng ta giật mình. A Di Đà Phật, con xin sám hối. Con không dám nghĩ xấu cho người như vậy. Mình có thấy người ta, mình có biết không? Mình nghĩ xấu thì cái phước mình nó giảm, cái đức mình nó giảm. Và nếu mà cứ như thế hoài nó thành cái tập nghiệp á, thì mai mốt cái nghiệp mà cái quả báo nó chiêu thì mình không có chạy được. Cho nên ở đây nói là người đó không, Đức Phật dạy rằng không có cái tâm mà ham thích những cái lời khen của người khác. Vì như vậy á, thì mình sẽ dễ bị cuốn hút và đi xa với cái con đường của mình đi. Cho nên thí dụ Pháp Hòa nói làm từ thiện cũng vậy. Mình làm từ thiện mà mới đầu tâm từ thiện của mình nó thuần lắm. Nhưng mà nếu mà mình không có thường xuyên quán chiếu thì cái tâm từ thiện mình một hồi á, việc làm từ thiện mà tâm không thiện. Cho quý vị nhớ là làm từ thiện là nó hai phần. Cái tâm mình thiện cho nên mình mới làm việc thiện. Nhưng mà có đôi khi mình làm hồi thì việc từ thiện thì có làm nhưng miệng mình dữ quá. Mình đi vô cái chỗ từ thiện mà mình tháo quát người này, mình mắng xả người kia. Rồi mình khinh khi người nọ thế này thế kia. Hay là mình có những cái tâm ý gì trong cái vật chất của cải đó cũng không nên. Ngay cho nên làm Phật sự là phải tu á. Tại vì nếu mình không có tu trên cái bước đường làm Phật sự á, thì làm một hồi á, thì nó trở thành ra ma sự. Tại vì cái tâm của mình nó không được kềm chế. Chứ ở đây á, Đức Phật cũng dạy là người có thể kềm chế được tâm ý của mình. Tâm ý mình phải giải thoát. Chữ giải thoát là sao? Không có phải là mình phải đi một phương trời nào mà tâm của mình nó phải dứt mọi cái sự ràng buộc. Tâm phải giải thoát. Tâm ý phải giải thoát, không đắm trước. Pháp Hòa nói như vậy cũng có nghĩa là tâm ý giải thoát nè. Thí dụ bây giờ mình cái lòng của mình muốn giúp cho cái người đó. Mình thấy người đó không có việc làm, mình đi tìm việc cho người đó rồi chở người đó đi. Thì mình nghĩ rằng á, mình giới thiệu cái chỗ đó cho người đó làm, thì tự nhiên người đó giờ không làm, đi qua cái chỗ khác làm, bởi vì cái chỗ khác người ta thích làm hơn. Nếu mình là cái người tâm ý giải thoát, không có giận người đó. Bây giờ á, cái người này cần việc làm, mục đích của mình là gì? Là giúp cho người ta tìm việc. Mà bây giờ người ta đã có việc, mặc dù mình dẫn đi rồi, nhưng mà có thể là giữa người đó với người chủ không hợp, công việc làm đó không hợp, hoặc lương bổng không đủ cho người ta sống. Thì thôi bây giờ cái mục đích của mình là giúp cho người này có việc. Miễn sao người này có việc là bây giờ mình yên lòng. Giải thoát chứ đừng có nghĩ rằng tôi giới thiệu vô rồi giờ không chịu làm, mất mặt tôi thế này thế kia, cái là mình giận, mình ghét bỏ cái người đó. Thì như vậy là mình tâm ý mình chưa giải thoát. Cho nên bây giờ mình thương một người nào cũng vậy. Mình thương người đó, mà bây giờ người đó không có thương mình nữa, người đó thương người khác. Mà người đó cảm thấy rằng ở gần gũi cái người kia người đó hạnh phúc hơn,
mình cũng có gì buồn, tại vì mình không có khả năng cho người ta hạnh phúc. Mình ta ở gần mình ta không hạnh phúc thì tại sao mình phải đau khổ? Tâm mình phải giải thoát. Thương người ta là phải cho người ta có hạnh phúc. Chứ có một vị hiền triết, người ta nói nếu anh thật sự thương một người anh thương thì thương như thế nào để người đó có được sự tự do. Tức là mình đừng có để cho cái tình thương của mình nó ràng buộc trong cái khuôn khổ vướng mắc của mình. Cho nên tại sao mình có ưu bi khổ não theo cái lý thập nhị nhân duyên? Tại vì mình thấy mình ái. Vì mình ái thương cho nên mình mới thấy là cái đó có thật. Ái sinh hữu, hữu sinh thủ. Tức mình thương rồi mình thấy có, rồi mình thấy thương, rồi mình giữ. Mà giữ thì mình càng giữ thì sao? Càng khổ. Tại vì nếu mình thấy cái người đó, mình sợ người đó mất. Cho nên trong cái dòng thập nhị nhân duyên á, người ta nói thì người ta phải liệt kê là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu gì đó. Ta nói là để thứ tự vậy thôi, nhưng mà thật sự ra đó, nếu mình nhìn sâu sắc, mình đã học cái bài này rồi đó, trong cái ái nó đã có vô minh luôn. Không có vô minh sao mà nó ái cái kiểu vướng mắc đó. Trong cái thủ có vô minh không? Có. Cho nên nói là vô minh mới duyên cái này, mà thật sự trong một mà nó đã có tất cả những cái mầm mống khác. Cái đó là cái đặc biệt mà giáo lý nhà Phật luôn luôn chỉ cho mình thấy một sự tương tức. Tương tức tức là sự liên đới giữa cái này với cái kia. Đó, ví dụ như bây giờ trong cái đạo tràng của chúng ta đây, có một người là tánh tình kỳ cục hay kiếm chuyện với người khác thì tự nhiên trong chúng cũng mất vui. Đại chúng đang ngồi vậy cái tự nhiên cái người đã tới cái nó có cái gì đó nó không thoải mái. Tức là một trong một, cái một của mình đó, nó có liên hệ. Cho nên ở trong gia đình cũng vậy, một người mà không hạnh phúc thì cả nhà không hạnh phúc theo. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng mới nói đó, một người tội thấy thân nằm chật cả ngục. Quý vị nhớ câu đó không? Thấy thân nằm chật cả ngục, nghìn người tội cũng thấy thân nằm đầy chật cả ngục. Đầy chật là sao? Đó là sự liên hệ. Tại sao một người cũng đầy chật mà ngàn người cũng đầy chật? Là ở cái chỗ là nó có sự liên hệ. Một người đau khổ thì có sự liên hệ. Người Việt mình nói một câu rất căn bản là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. À, bây giờ mấy đứa nhỏ nó sửa cho vui, nó nói một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Tâm ý giải thoát không đắm trước. Đó, thì sở dĩ mình có đắm trước cho nên mình mới không giải thoát. Giải là gì? Là mở ra. Thoát là vượt. Pháp Hòa ví dụ như hôm nay có một vị đem cái bình hoa này tặng để đây cho thầy ngồi thầy giảng cho đẹp, thí dụ vậy. Mà giờ cái bàn do lý do nó chật quá hay đại chúng không thấy hay không làm được thì mình mới cầm cái bình hoa này mình để xuống đây, thì cái người đó vướng mắc rồi đó. Có bực không? Công trình tôi cấm cái bình hoa như vậy, tôi muốn để ngay đó mà tại sao bây giờ là ngồi dưới đó nghe pháp nhưng mà thật sự nãy giờ nhìn cái bình hoa không? Đừng vướng mắc cái đó. Mình đem lên mình tặng cái bình hoa này rồi thì bây giờ cái bình hoa này để đâu cũng được hết. Cho nên hoặc là mình tặng cho ai một cái gì rồi đó, là mình phải giải thoát cái món quà đó đi. Chứ đừng có kẹt ở món quà đó, mình sẽ mệt lắm. Cho nên tâm ý giải thoát không đắm trước, lìa tư kiến. Những cái thấy biết của mình đó. Cho nên cái người mà người ta khiêm cung, thầy nói theo ý tôi. Nếu mà theo ý tôi có nghĩa là mình tôi thôi. Mình nói như vậy thì cũng có nghĩa là mình khiêm cung á. Mình nói là giống như mình không có dám, không biết ý kiến của ai, theo ý mình thì nên giải thoát đi. Mình nói vậy nhưng mà trong lòng mình á, là nếu ai theo ý mình sẽ mừng hơn. Mà hãy theo người khác á, nói thôi tôi không góp ý nữa. Đó là như vậy mình chưa giải thoát. Cho nên cái ý cho ở trong cái luật hòa đó, kiến hòa đồng giải mà ý hòa đồng diệt. Ý hòa đồng diệt
kiến hòa đồng giải là ý và kiến. Cái thấy của mình và cái suy nghĩ của mình. Mình làm sao cho người ta vui vẻ, hài hòa nhưng không vướng mắc. Ai cũng muốn đóng góp. Có thể mình nói như vậy nhưng mà có thể có một người khác từ đó người ta nảy ra cái ý hay hơn. Mình nên chấp nhận. Lìa tư kiến, không thiêu dệt hư vọng. Đó là nhiều khi mình muốn cái sự việc đó được cho phần mình thì mình thiêu, mình dệt lên. Bước đi an tường, người ấy có khả năng giải tỏa được mọi tranh chấp. Cái người tu của mình, cái người sống ở đời, mình đi tới đâu mình chỉ nên làm giải tỏa mọi sự tranh chấp hơn là mình tạo sự tranh chấp. Hoa sen á, nó có một cái đức tánh đặc biệt mà nhà Phật sử dụng. Cái đức tánh của hoa sen á, là trồng ở trong bùn nhưng mà có khả năng lắng bùn. Cái đó gọi là trừng thanh. Tại sao mình đạo Phật dùng hoa sen? Bởi vì hoa sen có những cái đặc biệt. Mà một trong những cái đặc biệt của hoa sen là gì? Là trồng sen trong bùn nhưng mà không làm cho bùn bị vẫn đục cấu bợn mà lắng bùn xuống, làm cho nước nó trong ra. Thì cái người tu của ta cũng thế. Cái người tu của ta là đi đến đâu thì làm cho cái nơi đó thêm sự an ổn chứ không nên làm cho thêm sự bất hòa. Mình người ta đang an ổn, mình tới mình nói gì không biết nữa, mình đi về cái là vợ chồng người ta có chuyện hay là gia đình anh em người ta xào xáo, cái đó không nên. Cái đó là thiêu dệt hư vọng. Bước đi an tường, người ấy có khả năng giải tỏa mọi sự tranh chấp. Pháp Hòa biết ngày xưa có một vị hòa thượng, bất cứ một buổi họp nào mà nếu ở đâu mà có buổi họp trong nội bộ làm việc sinh hoạt mà có những cái điều không hay, lời qua tiếng lại, chỉ cần có mặt hòa thượng thôi là hòa thượng giải tỏa hết. Tức là hòa thượng có cái cách nói làm cho an hòa hết cả hai bên, mà ai mà từ đâu người ta nghe mình sự kính nể. Cho nên cái oai của mình nó không bằng cái đức. Cái oai là cái quyền của mình, người ta sợ là sợ cái quyền, cái chức vụ mà mình đang nắm lãnh thôi, chứ còn người ta không sợ làm sao để người ta phục cái đức của mình mà người ta nghe theo. Cái đó nó quan trọng. Còn ví dụ như người ta thấy mình tới mà người ta khúm núm, ta sợ quá là tại vì cái quyền uy của mình nó lớn quá, cái đó không bằng. Làm sao mình chỉ là một người thường mà sự xuất hiện của mình làm cho người ta thấy người ta an ổn, người ta có sự kính trọng. Không bị dục kéo đi và đoạn trừ được mọi dục tưởng. Cái này nó có hai cái. Một là dục, hai là dục tưởng. Dục tức là mình thấy, mình muốn và sau đó mình tưởng tượng. Quý vị nào có xem phim Tây Du Ký thì có một cái đoạn là một hôm á, Đường Tăng với lại thầy trò đến một ngôi chùa đó. Thì cái lão hòa thượng ở trong chùa đó mới nói là Thánh Tăng từ đâu tới? Nói dạ chúng tôi từ Đông Thổ Đại Đường. Nói chà, ở một cái quốc độ gọi là văn minh á, không biết Thánh Tăng có mang gì đẹp đẹp, quý quý cho lão Tăng được mở mắt đâu. Thì ngài huyền trang, thì ngài khiêm cung lắm. Dạ chúng tôi đi đường xa đâu có đem cái gì quý báo theo. Nhưng mà ông Ngộ Không thì ông lanh miệng lắm. Sư phụ nói dốc nha. Trong vỏ sư phụ có cái cà sa làm bằng kim tuyến với một cái bát nha. Ông Tăng nghe như vậy thì thích quá. Ông cười. Trời ơi, tưởng gì cà sa hả? Lão Tăng nguyên tủ kìa. Cái mở đi dẫn vô trong phòng, mở nguyên tủ ca sa ra cho xem, để coi là hòa thượng ca sa hòa thượng có bằng ca sa của lão Tăng không. Thì Ngộ Không thấy mấy cái ca sa trong đó rồi cái cười khì, nguyên cái tủ áo này chẳng bằng một tấm ca sa của sư phụ tôi. Thì ông này ông nghe là vị hòa thượng này ông tu mà ông mê ca sa mà loại đẹp này, là trên ông collection đủ kiểu hết trơn. Cuối cùng mà nói Thánh Tăng cho lão Tăng sống tới tuổi này collection quá trời ca sa mà chưa bao giờ thấy một ca sa nào quý lắm. Thôi cho lão Tăng nhìn một lần đi. Tới hồi mà nói quá thì mới mở cái y ra thì thiệt sự là chưa bao giờ ông thấy được một tấm ca sa quý báu như vậy, đẹp như vậy. Hòa thượng ơi,
tối nay hòa thượng ngủ chùa Lão Tăng, thôi hòa thượng cho Lão Tăng mượn cái y này đi, Lão Tăng để Lão Tăng nhìn một đêm thôi rồi mai Lão Tăng trả. Cái đó là dục đúng không? Muốn mà. Khi mà đem cái y về để trong phòng rồi, cả đêm ông không có ngủ, ông đi tới đi lui rồi ông vuốt ve cái y đó, cái ông ngồi xuống ông tưởng tượng. Ông tưởng tượng rằng trên thân của ông đắp cà sa, ông ngồi xuống cái pháp tòa, cái thì mọi người quỳ xuống bái lại và u chiêu cha, hòa thượng đẹp tướng đẹp lão quá. Cái đó là dục tưởng. Thấy cái món hàng là mới dục, là muốn thôi. Rồi bây giờ tưởng tượng là sao? Nếu mà mình có được cái này thì chắc còn khủng khiếp nữa. Quý vị hiểu ý không? Cho nên phim Tây Du Ký là những cái đoạn như vậy, nó nói lên những cái giáo pháp. Thấy gọi là dục, thấy mà muốn là dục. Rồi tưởng tượng nếu được cái này thì thấy như thế nào. Cho nên cái người mà thấy cái cô đó đẹp quá, cái ước gì anh cưới được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Đó là tưởng mà, dục tưởng. Thì hòa thượng dục, ý dục như vậy, tưởng như vậy xong rồi thì sao nữa? Bây giờ kêu đệ tử vô, đệ tử ơi, mai sáng đoàn này đi rồi thì thầy sẽ mất tấm y này. Bây giờ đệ tử có cách nào giữ cho thầy có được tấm y này không? Thì quý vị nhớ là khi cái dục mà nó sinh khởi mà không thiện thì có cái nó len vô, nó làm bạn với mình. Đệ tử hiến kế liền. Đệ tử có cách. Tối nay dễ thôi, mình lấy củi mình chất vô cái phòng đó, mình đốt nguyên đám thầy trò này chết hết là sư phụ độc chiếm cái y rồi. Thì Tôn Ngộ Không nghi ngờ ông hòa thượng này có ý xấu, cho nên đêm hôm lén nghe thì nghe được cái mưu kế của thầy trò bàn tính. Ông không nói gì hết, để cho sư phụ ngủ yên đi, ông bay lên trên cõi trời, ông mượn cái lòng bàn. Ông mượn cái lòng bàn ấy, trong khi mà chất củi đốt rồi, ông để cho đốt, ông thổi còn phừng phừng lên cho lửa đốt, ông lấy cái lòng bàn ông chụp cái phòng sư phụ ông lại. Sáng hôm sau nguyên cái chùa cháy rụi hết trơn mà cái phòng của sư phụ còn nguyên. Chà, sư phụ ngủ dậy xong sư phụ nói, mở cửa ra thấy chùa diện gì cháy hết trơn rồi, rồi còn hòa thượng kia thì bị trong khi chùa thì cháy, y thì không có. Cái thì trong khi mà ổng đang đi kiếm cái y của Lão Tăng, y của Lão Tăng, ổng đang đi vậy thì cái cây cột nó ngã cái rầm đè ngay cái ngực ổng. Đè ngay cái ngực ổng chết, mà trước khi chết ổng còn nói y của Lão Tăng, y của Lão Tăng. Đó là một câu chuyện. Khi con người chúng ta thấy một cái gì chúng ta ham muốn gọi là dục, và chúng ta tưởng tượng nếu được cái đó thì sẽ như thế nào, và chúng ta phải tưởng, phải làm cách nào để chiếm cái đó, gọi là dục tưởng. Nhưng mà rồi cuối cùng cái gì nó đốt mình? Chính cái lửa dục. Cho nên cái ngọn lửa trên cái cây cột đó, nó đè trên ngực của ông Tăng đó, ông chết. Cái cột lửa đó, lửa dục. Quý hiểu ý không? Cho nên chỉ một đoạn phim Tây Du Ký chỗ đó thôi thì nó nói lên cả một cái ý nghĩa gọi là dục và dục tưởng. Cho nên Tây Du Ký mình có thể diễn giải rồi mình bằng nhiều cái phương pháp để cho chúng ta hiểu được cái thâm ý trong đó. Người đó không bị dục kéo đi và đoạn trừ được mọi dục tưởng. Trong truyện còn nói ông hòa thượng kết giao với yêu quái ở trên núi, mở một cái đại hội xem y. Mở đại hội xem y. Cái thứ bảy, không có mưu toan để đạt tới cái gì mình muốn. Giống như hòa thượng nãy vậy đó. Thường thường ở đời người ta muốn một cái gì mà người ta nghĩ người ta không được thì người ta phải lập mưu bày kế để người ta chiếm được cái đó. Thí dụ như là người ta thấy mình không biết chữ
Người ta nói bác ơi, bác để con giúp bác làm giấy tờ cho. Giờ bác muốn giấy tờ này để tên của ai thừa kế đất đai. Bác kia nói tên của con trai con gái gì mà cái mình không có làm cái đó, mình để tên mình hết trơn. Bà già không biết gì hết, ký vô xong tới hồi giấy bà già có 100 tuổi rồi cái mình đem ra tên mình không. Mình nói ví dụ vậy đó. Để mưu, không có mưu toan để đạt tới cái gì mình muốn, cũng không lo lắng khi mình không có cái kia. Thường thường á, người ta hay nói là tham sân si á. Thì tại sao mình bực tức? Tại vì mình tham. Khi mình muốn mà không được thì bắt đầu mình khởi cái tâm sân hận, giận tức. Và từ cái giận tức nó làm cho mình mờ mắt, mình muốn, càng muốn. Và thí dụ như đặc biệt là khi mình không được mà thấy người khác được mình tức lắm. Và mình tìm mọi cách để mình chiếm cho được. Còn không thì mình quậy cho nó tiêu luôn. Nếu mình không làm khó được thì mình không ai được hết. Người ấy không oán giận. Thường thường á, ở đời á, người ta hay oán trời trách người. Chẳng hạn như ông Chu Du vậy đó. Thời Tam Quốc á, giỏi lắm á, nhưng mà vẫn thua Gia Cát Lượng. Cho nên khi mà ông chết, ở trước khi chết nói một câu phải không? Trời sinh Du sao còn sinh Lượng? Thì một câu nói đó bây giờ để đời là ý muốn nói rằng trời đã sinh ra tôi là một người thông minh, là người giỏi, thì tại sao lại sinh ra người giỏi hơn? Mà mình đâu có, mà nếu mà mình là cái người mà có hiểu biết thì mình sẽ nghĩ rằng ở trên đời này người giỏi có người giỏi hơn, thì tự nhiên nó nhẹ. Cho nên tại sao mình có cái sự oán giận? Oán giận, giận ai? Giận đời, giận người. Mà ở đây nhiều lắm đó. Trong cái xã hội mình bây giờ nhiều lắm, rất nhiều người họ, nhất là người Mỹ, họ hay có một câu why me. Khi mà họ đau khổ quá, họ hay gặp Pháp Hòa, họ hỏi mình vậy, why me, tức là tại sao bao nhiêu cái đau khổ đó nó lại đổ trên người của tôi. Và có những người, người ta bị một cái người khác lường gạt rồi thì từ đó họ không còn tin tưởng ai nữa hết. Nhiều lắm. Và thỉnh thoảng quý vị thấy là có người đó họ tâm ý họ không còn bình thường nữa. Họ nghĩ ai cũng xấu cho nên họ cầm một cái súng vô trong trường học, vô những chỗ công cộng. Họ bắn xối xả. Thí dụ như vậy. Người ấy không có oán giận, không bị các vị ngọt của dục, của ái dục sai sự. Chữ dục á, đơn thuần nó chỉ là cái sự ham muốn, mà cái này nó chung chung hết á. Ham tiền, ham sắc, ham danh, ham lợi, đủ kiểu ham gọi là dục thôi. Nhưng mà nó có một cái dục mà ai cũng vướng, đó là ái dục. Ái dục là gì? Là cái tình thương đắm chìm của mình. Mà đây đừng có lầm là chỉ có tình nam nữ nha. Ví dụ như bây giờ bà ngoại mà thương cháu quá cũng là một loại ái. Cha mẹ thương con nhiều quá không rời con được, rồi thậm chí mình có một đứa con trai duy nhất cho nên mình không có, rồi có nhiều vài khi á mình chia tay từ hồi mình còn trẻ và mình đã cực khổ nuôi đứa con trai duy nhất của mình. Mình đã chăm sóc con trai mình thế này thế kia, cho nên con trai lúc nào cũng ở trong khuôn khổ của mình và lúc nào cũng gần gũi với mẹ. Khi con trai có vợ, bắt đầu mình không ưa cái người dâu lắm. Tại vì mình nghĩ người con gái đó đã chiếm đi cái tình thương của con trai mình. Và khi mà mình con dọn ra riêng rồi thì mình cũng cứ kiếm cách mình kêu con về, con ơi, bữa nay hư cái này, lúc nào mình cũng muốn người con trở về bên cạnh mình, mà mình không nhớ là con đã có gia đình, có vợ, có con, có nhà cửa, phải đi làm, phải chăm sóc. Thì khi không được như vậy thì người mẹ bắt đầu nghĩ rằng người con trai bây giờ đã thay lòng, tình cảm đã lạc lõng đối với mình, thì bắt đầu đủ những cái đau khổ nó sinh ra hết. Cái đó là ái. Nhưng mà cái ái đó, hễ mà là ái thì lúc nào nó cũng có người thương và kẻ được thương. Mà nhà Phật chúng ta dùng cái từ là năng ái và sợ ái. Năng ái là mình là người thương. Sợ ái là cái được mình thương.
Cho nên cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng có năng có sở hết á. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được cái nhìn thoáng thì nó làm nhẹ cho mình hơn. Bây giờ là mình phải nghĩ rằng mình có một đứa con, mà con mình ngày nay nó khôn lớn, nó đã có gia đình, và vợ chăm sóc cho con mình, thôi mình cũng nhẹ phần. Lỡ mình có trăm tuổi già, mình cũng yên tâm là con mình đã yên phần. Nếu người mẹ nghĩ được như vậy thì cũng là ái, nhưng mà cái ái này nó có giải thoát. Chứ còn ở đời thì làm sao mà không có ái được. Nhưng mà mình phải ái như thế nào để mình không có bị sự ràng buộc. Nhưng mà thường thường các ngài hay nói, hễ cái gì mà có ái là có sự dính mắc. Chỉ có khi nào mình không còn ái mà chỉ là lòng từ bi. Nhưng mà khó quá. Thôi bây giờ mình cứ nói trong phạm vi của ái đi. Cha mẹ thương con. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, mình nói thôi tôi giao rồi đó nha. À, nuôi con thôi chống nuôi cháu à. Nói vậy thôi, chứ tới hồi mà cháu mình nó sinh ra mà nó đi chập chững, rồi nó kêu bà ông là mình chết luôn. Rồi có nhiều khi á, tới tuổi 60-70 mà chưa có cháu ẩm, mà thấy người ta ẩm cháu về thúc. Con có biết mẹ bây giờ bao nhiêu tuổi chưa? Mai mốt làm sao mẹ già, làm sao mẹ ẩm, mẹ giữ con cho con. Thí dụ vậy. Cho nên rồi mình, trên cái ái đó, trong con người của chúng ta ai cũng có. Có điều là chúng ta biết điều chỉnh nó, và chúng ta biết thôi bây giờ á, mình thương nhưng mình vẫn biết. Có nhiều khi á, cái này nó cũng có thể xảy ra. Thí dụ con dâu của mình hoặc con rể mình, nó thấy mẹ chăm sóc con nó không hài lòng, nó tìm cách, nó thâu lâu lâu tuần con ẩm về cho mẹ thăm chút, nhưng mà nó gửi người khác, thôi đừng buồn, nó chê tôi. Nó chê tôi ở dơ hay thế này thế kia, nó không cho tôi giữ con nó được. Đừng có buồn mấy cái đó. Tức là khi mình bị như vậy, tức là mình nhớ là mình đã bị cái ái nó nhận chìm, và đi tịnh độ khó lắm. Cho nên trong các tổ tịnh độ các ngài có câu không? Ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Nếu niệm Phật mà không nhất tâm, khó đi Tây Phương tịnh độ. Còn cuộc đời này nếu cái ái nghiệp của con người mà nó không nặng á, đâu có sinh về đây. Bởi con người mình ái luyến nặng quá cho nên mình mới sinh về đây nè. Bởi vì cuộc đời của chúng ta, cái cõi thế gian của chúng ta đây gọi là gì? Là cõi dục. Cõi của chúng ta đây gọi là cõi dục. Dục cái gì? Thấy gì cũng muốn hết á. Thấy cái gì cũng muốn hết á. Nhà Phật một đống luôn rồi. Một nhà Phật rồi mà đi thấy tượng Phật cũng muốn nữa. Nhưng mà mặc dù mình biết ham tượng Phật đâu có gì sai, nhưng mà để mình ví dụ cho mình thấy là cái gì mình cũng muốn. Giấy lau miệng mà nó sale là mua để nguyên kho rồi đó, mà nghe nó sale là cũng đi mua nữa. Tức là thật sự ra để xác định, Đức Phật gọi cõi này là cõi dục. Bây giờ Pháp Hòa nói mình ăn no rồi nha, mà cái món mình thích đó, để trên đó mà không có dọn liền, để ăn lát cũng cầm đũa ăn miếng nữa. Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng có những lúc Pháp Hòa cũng sống theo cái đó. Tại vì cái đó là cái thường tình của con người. Và những khi như vậy, cái mình ngồi mình cười, mình nói Phật nói đúng. Ví dụ Pháp Hòa thích ăn cái món chiên, ví dụ vậy đi. Ăn no rồi, thì nếu mà quý cô mà dọn liền, đi chỗ khác liền, thì chắc có lẽ mình không thèm miếng nữa. Nhưng mà để hồi cái ngồi nói ba điều bốn chuyện xong, cái này ngon quá, cái bóng cái ăn không hết chia phân nữa. Thì những cái như vậy á, thì cái lúc mà nó no quá đó, cái thì mình tự mình quán chiếu. Chơi cái cuộc sống của mình á, mình không có gì tội lỗi, gọi là khi mình thấy được những cái đó. Và khi nói ra không có nghĩa là nói như vậy là xấu, nhưng để xác định rằng tại sao Phật gọi cõi chúng ta là cõi dục. Nó đừng có nói cái thế gian gọi là quần là áo lụa, nổi cái chuyện tu hành thôi. Mình có chuỗi rồi mà thấy sâu nào mà ta khen đẹp khen tốt cũng kiếm sâu nữa. Có áo tràng mặc rồi, nhưng mà thấy áo tràng cái hãng kia may đẹp, thấy không? Vải tốt mà giá ok, đặt giùm tôi một cái. Đó là chuyện thường, nhưng mà để xác định cho chúng ta thấy rằng thế nào gọi là cõi dục.
Nếu chúng ta mà cái dục mà nó có điều chỉnh, không có một tới một cái nguyên một cái closet mà bây giờ là giày dép không có chỗ để, bây giờ phải mua chồng lên nha. Rồi thậm chí mang xong một lần vô hộp cất, để một nhà ngoài gara, nhiều khi đâu có cơ hội coi nữa đâu. Có nhiều khi có những đôi giày mua xong rồi đi bữa tiệc về là cất, tại không bao giờ, không lẽ đi chùa mang đôi đó. Thí dụ vậy. Rồi thậm chí mình biết đi một cái buổi tiệc đó rồi, nếu mình mang cái này nữa ta sẽ biết mình mang giày cũ. Cho nên mỗi tiệc là một đôi giày, 10 tiệc là 10 đôi, không có tội. Nhưng để chúng ta xác định tại sao cõi này được gọi là cõi dục. Dục là sự ham muốn. Cho nên cái vị ngọt của ái dục, dục nó luôn luôn nó có cái vị ngọt của nó. Nhưng mà đằng sau cái vị ngọt đó là một cái gì nó đắng. Mà trong kinh đó, Đức Phật có đưa ra mười mấy cái ví dụ về cái ái dục. Chẳng hạn Đức Phật nói á, ái dục là một cục thịt, một cục xương bằng mũ, cục xương trần. Quý vị có thấy con chó nó ngậm cái cục xương mũ không? Nó ăn đâu có được. Nhưng mà khi nó ngứa răng, khi nó thèm nhai là nó kiếm cục đó nó nhai, mặc dù nó biết nhai không bao giờ hết và không bao giờ làm nó no, nhưng mà nó thỏa mãn trong cái khi nó thèm. Đức Phật ví dụ dục là một cục xương trần. Đức Phật ví dụ dục là một miếng thịt tươi, tại vì cái miếng thịt tươi đó, cái con nhỏ đó nó xà xuống nó ăn, thì nó vừa ăn cái miếng thì cái con khác nó xà xuống nó ngoạm luôn cái con kia và ăn luôn, tức là giành với nhau. Dục là một bó đuốc đi ngược đường. Tại vì khi mình cầm một bó rơm đi ngược gió thì gió nó sẽ bay những cái xác, những cái tàn của cái bó đuốc làm cháy tay của mình. Dục là của vay mượn. Tại sao? Tại vì cái gì mà vay mượn thì nó phải của mình, có ngày phải trả. Dục là một giấc mộng, tại vì mộng thì không có thật. Dục là một cái cây sai trái, tại vì sai trái cho nên người ta tới chọt cây đó cho nó rụng trái, hái nó, leo nó, trèo nó, cho nên cái cây đó nó không yên. Đức Phật đưa ví dụ như vậy rất hay. Dục là một cái cây sai trái, dục là một giấc mộng, dục là của dây mượn, dục là bó đuốc đi ngược gió, dục là miếng xương trần, dục là cục thịt, dục là con rắn độc. Nó cắn mình. Đó là những cái mình có thể nhận biết một người Mâu Ni là người không còn mưu toan để đạt tới cái gì mình muốn. Nói như vậy không có nghĩa là cái người đó sống không có mục đích. Người ta làm nhưng mà người ta không có cái mưu toan để làm cái việc đó. Ví dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, đây mình không có thầy, không có trụ trì. Bây giờ nhóm Phật tử Hùng lại nói, giờ anh bỏ ra ngàn nha, người mình bỏ ra ngàn, cái mướn cái nhà, cái mình để lập lên cái chùa, mình để cái thùng phước xương. Cái mỗi tháng thu nhiêu, cái 6 người mình chia. Ví dụ vậy đó, cái trường hợp đó gọi là gì? Mình làm mà có mưu toán. Giờ không có trụ trì, đưa trụ trì nào. Thì thôi bây giờ mình cứ hùng vô, mình làm cho người ta có cái chùa, người ta lại Phật, cái 6, tới tháng cái 6 người mình chia thùng phước xương. Đừng nói em bày đó nha. Không có mưu toan để đạt tới một cái gì mình muốn. Cũng không lo lắng khi mình không có cái kia. Có nhiều khi mình lập một cái đó xong rồi đó, mình thấy tháng đó mà không được cái bắt đầu lo rồi đó. Trời ơi, được tưởng đâu mở ra ngon lành lắm mà giờ thâm thủng không à. Không tự cao, thấy được tự tánh bình đẳng và vô ngã. Một người mưu ni là không có tự cao, tự đề cao mình. Thấy được tự tánh bình đẳng và vô ngã. Thấy được tất cả mọi sự, mọi vật, từ con người cho đến hiện tượng sự vật, đều là vô ngã. Vô ngã là sao? Vô ngã là không có cái chủ thể độc nhất của nó. Ví dụ như cái thân của mình là thân vô ngã, là nghĩa là sao? Thí dụ nói, nhìn đây nó, ô, thầy Pháp Hòa,
Nhưng mà thật sự ra nếu đi tìm cái gì gọi là thầy Pháp Hòa không có. Chẳng qua là con mắt, cái mũi, cái miệng, rồi tướng tá gì gì đó, chúng ta gọi cái đó là dưới cái tên đó. Mà thật sự đem từng món ra thì nó không có cái món gì để gọi là Pháp Hòa. Cũng giống như quý vị gọi cái hoa cúc, thật sự ra nó có tự xưng nó cúc đâu, mà nó cũng có cái gì để gọi là cúc hết. Chẳng qua mình định kiến của mình là cái cánh nó vầy vầy nè, rồi nó ráp lại vầy, nó cái dáng dấp vầy là kêu là hoa cúc. Nhưng lấy từng món ra là không có gì cúc hết. Hay là mình gọi là cái nắp. Sở dĩ mình gọi nó cái nắp là tại mình thấy nó nằm trên này nè. Đó, cái tướng nó nằm này nè, kêu cái nắp nè. Nhưng mà nếu bây giờ mình không hoàn toàn không thấy gì hết, mình thấy là cái này người ta để vầy, cái nó có cái chén, để cái ly để lên cái kêu cái dĩa. Vậy thì nó đâu, nếu mà nó không có thật ngã của nó, chẳng qua là mình tạm gọi cho nó một cái tên khi nó ở một cái hình thái gì thôi. Rồi bây giờ lỡ mà cái ly này nè, mình tới mình cúng cho nhà, rồi xong cái mình nói à, bây giờ cúng ngoài sân cần ly gạo để cắm hương, cần cái lư hương. Mình đi vô mình lấy cái ly, mình xúc ly gạo, mình để ra, dạ ra lư hương đây, lư hương đây. Mà tại sao nãy mới có 2 giây trước là mình đã gọi nó là cái tách mà tự nhiên xúc gạo vô để đây, để trên cái bàn đó kêu là cái lư hương rồi. Quý vị thấy không? Cho nên cái tên nó cũng là giả thôi. Và nó không có cái ngã gì để chúng ta để gọi hết. Và đã là không có ngã thì làm gì có cái của ngã, gọi là ngã sở. Đã không mình thì làm gì cái của mình. Thì bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ có ai nói cái chùa này của tôi không? Không có, tại vì mình cũng không thiệt mà. 20-30 năm nữa thì mình cũng từ từ mình lên thượng tọa hết rồi. Phải không? Thì rồi sau đó rồi thì mình cũng không có thì đâu có gì của mình đâu. Thậm chí bây giờ mình nói của mình cho giữ đây nè. Tới hồi mình nằm ngay đơ ra đó, ai muốn làm gì làm, muốn thiêu, muốn chôn, muốn làm gì, mình không còn chủ quyền gì để nói nữa. Rồi thậm chí giờ cái đống tro đó làm gì đây? Thương thì để về kỷ niệm. Mà nó khổ một cái đó. Người ta gọi là kỷ niệm chứ mà chỉ cần ai tới nói đừng có để trong nhà nghe không? Để trong nhà xào xáo lắm, bưng lên chùa liền á. Thầy cho con gửi má con vô chùa. Cho nên cuộc đời nó thật sự ra cái tình thương ái luyến nói cho vui vậy đó. Nhưng mà nói vậy cũng có nghĩa là mình phủ định, mình bác bỏ, không có. Nhưng mà mình nó ở đời mình nó ngộ lắm. Thương khóc đủ thứ vậy mà nó thầy làm ơn thầy coi giùm có 3 con chết vậy tốt không thầy? Ông thầy không coi xong nó trời ơi cái này chết trùng nghe không? Ém sao thầy? Hồi nãy là lúc mà bình thường mình cầu ba về phù hộ cho con chuyện này chuyện kia mà chỉ cần mà nghe nói ba chết trùng cái là ém liền á. Rồi có nhiều người họ suy nghĩ rất đơn giản, ém bằng cách nào đây? Lấy cái đế nồi, cái rế nồi cơm ụp lên mặt để cho không thấy đường về. Lấy gai bưởi châm vô mắt để không thấy đường về. Lấy dây cột 2 ngón cái lại để khó đi, làm như người ta không bức. Rồi có người lấy bộ bài tứ sắc nhét vô cái quan tài hỏi chi vậy? Để bận chơi tứ sắc khỏi về kiếm ai. Thì quý vị thấy không? Đó là mình không à. Cái gì của mình hết. Nghĩa là mình bày ra rồi mình tự mình hù dọa mình, rồi mình tự mình kiếm cách mình. Đó là Đức Phật nói nhất thiết duy tâm tạo. Anh khoái chơi tứ sắc, anh mê tứ sắc là anh quên ăn, quên ngủ, quên nhà, quên cửa, quên vợ, quên con, quên đi làm, quên tất cả. Rồi anh nghĩ ai cũng mê tứ sắc, tới chết mà về bắt người khác dục bộ bài tứ sắc vô cho 2 cái người đó, họ mê tứ sắc, họ khỏi đi kiếm ai hết. Mình tự mình đặt ra cái chuyện để mình dọa mình, rồi xong mình lại kiếm cách nào đó để làm cho cái sợ hãi của mình nó lắng xuống. Lấy dây cột 2 ngón cái lại. Rồi xong chưa hết nữa, ụp cái rế nồi thêm mấy cái lá sen, lấy gai bưởi châm mắt, cột 2 cái chân chưa đủ, lấy lưới chày cá bao cái thân nó lại để cho nó khỏi vùng vẫy, bảo đảm luôn. Dễ sợ không? Mình tự mình hù mình là chết trùng. Chết có thể, người này chết có thể đi kiếm người khác. Cho nên mình tạo ra những đủ thứ như vậy. Cho nên khi mình bị một cái gì đó nó lôi kéo, mình sợ mất cái này mất cái kia, cho mình làm đủ thứ hết.
Cho nên trong này nói người Mâu Ni là người không có tự cao, thấy được tự tánh bình đẳng vô ngã, không có mặc cảm thua hay bằng người. Hồi sáng mình có nói rồi đó. Biết quán chiếu, biết đình chỉ tâm ý. Ngày hôm qua có một đạo hữu hỏi Pháp Hòa là làm sao để cho con bớt nóng tánh. Thật cái câu nói này thì ai cũng hỏi hết trơn. Tại vì Pháp Hòa cũng nói, dạ nói thiệt chứ chú Hòa cũng nóng lắm. Không nói vậy hỏi chi đó. Nóng thì ai cũng có, nhưng mình phải biết đình chỉ cái nóng của mình. Tại vì mình đã từng nóng và mình đã từng biết rằng khi mình nóng lên là nó đã đổ vỡ như thế nào. Và một trong những cái mình có thể làm là đừng ở lẩn quẩn ngay cái chỗ mình đang nóng. Cái người đó nói làm cho mình nóng mà cứ lẩn quẩn hoài. Một cái người mà ta nói nỉu thì mình sẽ bị nóng nữa. Cho nên thôi đi chỗ khác đi, đừng có ở đó. Đóng cửa phòng lại, bắt đầu thở. Hít vô, thở ra dài ba hơi. Thở vô, tôi an định tâm ý tôi. Thở ra tôi làm cho tôi nhẹ nhàng trở lại. Một hồi nó bớt cái nóng. Thì khi mà mình nóng quá đó, mình nói, mà lần nào nói cũng hư chuyện. Thì ở đây Phật dạy rất rõ. Biết quán chiếu và biết đình chỉ. Sở dĩ mình đình được là tại mình có quán. Cho nên mình đã thấy bao nhiêu lần mình đổ vỡ thì tại sao mình lại tiếp tục. Ngày hôm có một hôm có một em Phật tử nó chở Pháp Hòa đi công việc. Thì Pháp Hòa nhìn qua cái xe của nó là cái miếng cao su mà nó bao theo cái vành xe, cái kiến đó nó trục nó rớt xuống rồi. Mà nó đi chùa bao nhiêu ngày Pháp Hòa thấy cái đó nó rớt, mới đậu rớt ngoài để yên luôn. Pháp Hòa nói nó cái nó quật vô trong. Mà tới hồi mình lên xe nó vẫn chưa sửa. Pháp Hòa mới nói sao con không sửa liền cái đó đi, để rồi nó hư mình phải tốn nhiều hơn. Nó nói không sao đâu. Pháp Hòa mới nói đó, tụi con cứ như vậy. Có những cái hư rất nhỏ, rất đơn giản, rất rẻ tiền mà không làm. Đợi cho nó hư nghĩa là nặng nề lên rồi bắt đầu chịu tốn kém. Thì Pháp Hòa nói ở đời cũng vậy. Khi mình thấy những cái sai nhỏ của mình sửa liền đi, để nó thành ra những cái tật lớn khó sửa. Cái nó nói một câu, nó nói con là con trai mà thầy. Cái nó ủa vậy bình thường con có thích thầy khen con đẹp trai không? Cái nó nín. Đẹp trai là sao con biết không? Có nghĩa là con tươm tất đúng không? Tóc tai gọn gàng, ăn mặc bảnh bao thì người ta kêu là đẹp trai chứ gì. Thì cũng như thế. Đi một chiếc xe mà ta nói nó đem giấy báo, nó đem vải, nó lót, rồi tuyết nó tan đó, thì cái nó giữ cái nước, rồi nó mở sưởi thì bốc hơi, cho nên vô cái toàn nó mùi ẩm của ấy. Thì bà nói mấy ngày nay ấm nè, con về con mở cửa xe, con hốt cái này con bỏ, con clean up cái xe cho nó đỡ hôi. Đi xe cả ngày mà như vậy sao chịu nổi. Mình lên xe đó rồi mình ngồi mình rỉ rả mình chỉnh nó vậy đó. Mới đầu đi chùa mình thấy cái miếng nó lật ra, nó cái vành cao su vậy thôi, nó rớt xuống biểu nó để ngoài vậy nè, biểu nó cái nó quật vô trong. Rồi mình không thấy, mình tưởng nó sửa rồi. Tới bữa nay mình vô ngồi xe mới thấy là anh chưa sửa vậy. Nó chuyện nhỏ mà thầy. Pháp Hòa có một chú đi lên Tây Thiên mà mùa đông mà làm biến mang vớ. Hồi cái về của nó chín cái kiểu phỏng lạnh cái chân á. Ngâm nước nóng ngày này qua ngày kia, ngâm mấy ngày để sức thuốc. Kêu bà vô bà hỏi ồ con mất bao nhiêu giờ để mang vớ? Chú nói dạ khoảng 10 giây. À bây giờ 10 giây với lại mấy tiếng đồng hồ này con chọn cái nào? Con chỉ cần 10 giây con mang một đôi vớ, con không mang. Bây giờ con làm biến 10 giây đó để rồi con sẵn sàng, con bỏ ra cả 2-3 giờ đồng hồ con ngồi con ngâm chân. Đó, rồi đi cà nhắc bị nó phỏng lạnh rồi. Thì ở đời nó có những cái rất nhỏ mà không chỉnh liền. Đợi nó khi nào nó hư tan nát hết rồi chúng ta bắt đầu mới ngồi lắp ráp thì làm sao. Cho nên cái đình chỉ và cái quán chiếu là nó hai cái. Mà đó là tu thiền. Tu thiền á, chữ thiền định nghĩa như thế này. Thế nào là tu thiền? Tu thiền tu hai pháp. Một là chỉ, hai là quán. Tu chỉ và tu quán.
mình đang giận quá, dừng cơn giận gọi là tu chỉ, quán chiếu rằng mình nói cái lời này ra sẽ đổ vỡ lớn, là tu thiền. Cho nên chỉ cần mỗi ngày chúng ta chỉ quán thôi, mà mình thiền ở trong mọi cái đời sống của mình. Người ấy thấy được cái gì là thiện, cái gì là ác, và buông bỏ được những vọng cầu về tương lai. Ở trong kinh đó, có nói rằng giáo pháp của Phật đó, nó thiện cả ba thời kỳ. Thiện cả đầu tiên, ở khoảng giữa và ở vị lai, gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Thì vậy thì bây giờ Pháp Hòa nói, các tổ giải thích nè, làm sao để mình ứng dụng trên con người của mình ba cái pháp thiện này, sơ, trung, hậu. Thì các ngài nói như thế này: cái thân thể thô phù của mình đây, nếu chúng ta ứng xử tốt gọi là sơ thiện. Và cái gì mà làm cho chúng ta gọi là gây bao nhiêu nghiệp chướng mỗi ngày mà nó nằm ở khoảng giữa của thân thể, cái miệng. Cho nên cái miệng này là trung thiện nè. Tâm ý của mình suy nghĩ về sao thì gọi là hậu thiện. Chỉ cần tu thân, tu khẩu, tu ý là thiện cả ba thời kỳ: sơ, trung và hậu. Cái ý nghĩ tốt thì nó đưa về sao. Ví dụ bây giờ mình suy nghĩ tốt, chính suy tốt, nghĩ tốt, nghĩ về cái hậu vận, cái tương lai, cái phía sau, cho nên ngay cái trung và cái sơ không dám tạo, sợ tội, cho nên không dám nói xấu, không dám làm xấu, sợ con cái của mình nó ảnh hưởng lớn, cho nên vợ chồng có giận nhau cũng không có dám la rầy hò hét trước mặt. Có một em năm nay khoảng 28 tuổi, em mới lên gặp Pháp Hòa. Thì ngồi nói chuyện thì Pháp Hòa mới nói rằng em đang có gặp nhiều khó khăn trong gia đình, giữa vợ chồng. Thế và bây giờ con bắt đầu 3-4 tuổi rồi. Thế và nói mấy em á, hồi xưa sống với nhau khi còn rất trẻ, tức là khoảng 20 mấy tuổi là đã lập gia đình rồi. Và nhớ rằng mình nuôi con á, không phải chỉ cho nó ăn, nó mặc, mà cái tinh thần của đứa nhỏ rất quan trọng. Nếu mà vợ chồng mà giận nhau mà la hét sùm trước mặt nó, đó là một độc tố rất lớn, nó sẽ bị trầm cảm. Thì cái em này nói rất đúng, rất đúng. Tại vì bây giờ con của em nó đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Và quý vị biết bây giờ có những cái phim ở Việt Nam người ta chiếu lên, ta đóng lại những cái cuồng phim mà nói về cái thực trạng của xã hội. Bây giờ quý vị có gì quý vị xem đó, quý vị sẽ thấy nó nói lên được những cái thực trạng của Việt Nam trong những cái gia đình giàu có. Khi giàu quá thì muốn giàu thì cha mẹ phải lo làm ăn, mướn người về lo cho con cái. Và chính con cái nó biết rằng gia đình nó giàu, cha mẹ không quan tâm, cho nên cuộc sống của các em là xài lớn và không có cái nề nếp. Rồi con cái mà học không được thì cha mẹ bỏ tiền ra mướn gia sư, tức là mướn thầy cô giáo về tới nhà dạy các em. Nhưng các em đâu có kính trọng các vị gia sư đó. Thì khi nó nói cái gì thì cha mẹ tin tưởng vào cái lời nói của nó, thì cũng đuổi gia sư và không có dạy dỗ. Cho nên nó rất là nhiều cái phức tạp. Cho nên nếu mà chúng ta thấy được cái tất cả những cái đó đều là những cái mà gọi là đình chỉ lại, quán chiếu lại, và thấy cái gì mà thiện thì chúng ta làm, cái gì bất thiện thì chúng ta bỏ. Ái đã tận, ái đã diệt, tâm đã tỉnh, người ấy đã vượt qua những cơn lũ sầu khổ để tới bến bờ vô ưu. Ở trong kinh có dùng một cái danh từ là tâm ba. Chữ ba là sóng. Cái tâm mình nó giống như những cơn sóng nhòi, không bao giờ nó yên lặng. Và cuộc đời của chúng ta, nếu cái tâm của chúng ta ít có sự tĩnh lặng thì lúc nào nó cũng chồi hụp rất là nhiều. Cho nên quý vị nhớ trong Phẩm Phổ Môn có cái câu á, có một cái đoàn thương buôn nọ đi trên biển cả để tìm châu báu,
trong lúc đó gặp nạn, một người trong nhóm chỉ cần nói các vị đừng sợ, niệm Quan Âm đi, các vị sẽ qua khỏi tai nạn. Tại sao trong một đoàn người mà có một người? Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chỉ một giây phút nào chúng ta tĩnh lặng trở lại giữa muôn ngàn cái sóng gió thì chúng ta sẽ được bình an. Sóng gió cỡ nào mà tâm của chúng ta, cho nên là một người trong đoàn an định mọi người, các vị đừng sợ, hãy niệm Quan Âm, thì trong đoàn mọi người cùng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì liền đi vào được cái chỗ an lành. Những cái cơn lũ lụt sầu khổ để đến bến bờ vô ưu, con không còn đeo đuổi để tìm cầu lạc thú gì nữa trong ba cõi. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi của chúng ta gọi là cõi dục. Thôi nói gần chút, hai cõi kia mình chưa đi, mình chưa biết. Cõi mình là cõi dục. Nội cái cõi này thôi là mình tìm cầu đủ thứ hết mà cả đời mình chưa xong. Cho nên rồi cuối cùng mình mới thấm được một cái chân lý. Cái bài Tình Bơ Vơ đó. Nhớ nha em, vì cả đời mình mãi đi tìm, cả đời mình xây ước mơ, mong ngày mộng đẹp nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Thì Pháp Hòa sửa cái câu đó, nhớ nha em, cả đời mình mãi đi tìm, cả đời mình xây ước mơ, mong ngày mộng đẹp nên thơ, cuối đời mình còn trong mơ, tới chết cũng còn trong mơ. Cuộc đời mình, cái cõi đời này á, mình đang sống đây gọi là đại mộng, còn ban đêm mình ngủ gọi là tiểu mộng. Ví dụ mình thấy mình giàu có thế này thế kia là giật mình bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Nhưng mà cái cõi đời này là đại mộng. Hiện tại chúng ta đang sống trong mộng. Đã cởi trói buông bỏ được tất cả, người ấy không còn cái gì để gọi là sở đắc. Không còn cầu mong cái gì để gọi là đắc là được nữa hết. Cái này cũng vui lắm. Bậc Mâu Ni là người không cần con trai, không cần ruộng đất, không cần trâu bò, không cần của cải. Người ấy không còn gì hoặc để nắm bắt để xua đuổi. Ngày xưa ở bên Trung Hoa có câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bất hiếu đối với cha mẹ có ba điều. Mà không có cái người kế thừa, không có con trai để kế thừa là tội lớn. Thí dụ như là nghe lời mù quáng của người khác, đem thân mình hy sinh cho việc không có chánh nghĩa là tội bất hiếu thứ nhất. Thương cha mẹ già mà không có chịu ra giúp đỡ cho cha mẹ là bất hiếu thứ hai. Không lấy vợ để sanh con mà sanh con mà không có con trai là tội thứ ba. Cho hồi xưa người ta có cái nhu cầu, ngay cả bên Ấn Độ, sanh con trai thôi chứ còn gái ta không thích. Thậm chí bây giờ bên Trung Quốc vẫn còn có cái chuyện gọi là nếu mà lỡ sanh con gái không thích đem dục nó ngoài vệ đường. Hôm trước có một bài báo, một cái ông ký giả bên Mỹ này qua, ông ngồi ngay cái đứa nhỏ đó, ông coi bao nhiêu người đi qua mà thấy xót thương cho đứa con gái nhỏ nằm ở bên vệ đường, không có ai thương nó hết. Tới chiều nó bị xúc vô cái thùng rác. Dù bị đám đông công kích, phỉ báng, xúc chạm, dù có bị các vị phạm chí và sa môn chê bai, người ấy vẫn ngồi yên bất động, vẫn cứ đi đường của mình đi. Bậc Mâu Ni là người vững chãi như vậy. Bị người ta công kích, phỉ báng, xúc phạm, thậm chí bị những bậc phạm chí sa môn có chê thì người này vẫn ngồi yên. Phạm chí là những người xuất gia ở bên ngoại đạo, tức là những cái người Bà La Môn rồi đó, thì những vị xuất giáo sĩ trong cái đạo đó người ta gọi là phạm chí. Còn chữ sa môn là danh từ chung để chỉ cho các vị tu hành. Ở bên Ấn Độ đó, người ta khiêm cung người ta gọi là sa môn. Cho nên đó, chữ sa môn đó, từ điển Phật học đó, dịch nghĩa ra có 13 nghĩa. Nhưng mà ở đây mà nói ba nghĩa thôi. Một là bần đạo.
hai là pháp đạo, ba là tu đạo, còn nhiều từ nữa, nhiều nghĩa nữa. Nhưng mà chữ sa môn á, là để dành cho những người khiêm cung để dùng. Thí dụ như, thí dụ bây giờ Pháp Hòa viết một lá thơ gì đó xong thì Pháp Hòa ký tên ở dưới là Sa Môn Thích Pháp Hòa. Thì cái chữ sa môn đó chỉ nói tôi là một người tu trong đạo, tôi là một bần đạo, là một người tu theo Phật Pháp, chứ không có tự xưng tôi là hòa thượng chi đó, thượng tọa chi đó. Cái người mà khiêm cung đó đấy, sa môn. Sa môn còn khiêm cung hơn chữ tỳ kheo nữa. Thí dụ như mình ký tên với mình đó là tỳ kheo gì đó, không bằng mình dùng từ sa môn nữa. Hôm nào mình học về một bài kinh sa môn thì mình sẽ thấy trong kinh nói rằng có bốn loại sa môn. Vì ở đây mình không có thời gian cho nên Hòa chỉ giải thích chữ sa môn thôi. Sa môn nghĩa là một người tu theo đạo. Cũng giống như bây giờ mình khiêm cung mình nói tu sĩ vậy đó. Lúc mình đi thọ giới tỳ kheo á, thọ giới trong cái đàn truyền giới đó, ngoài 250 giới mình thọ, một vị tỳ kheo cần phải thọ 4 điều. Một, từ đây đến suốt đời người ta có chế giễu mình không được chế giễu lại. Từ đây đến suốt đời người ta có đánh mình không được đánh lại. Từ đây đến suốt đời người ta có giận mình không giận lại. Từ đây đến suốt đời người ta có mắng mình không mắng lại. Bốn cái điều một vị tỳ kheo phải nương tựa, phải tuân hành, phải thực tập. Người ta bị người ta giận không giận, bị người ta mắng mình không mắng lại, bị người ta đánh mình không đánh lại, bị người ta chọc mình không có chọc lại. Đó là chưa nói phải nương theo bốn gọi là tứ y đó. Nương bình bát, nương gốc cây, nương thuốc bằng rọ, bằng cỏ cây để uống, ví dụ vậy đó. Thì hôm nay mình học cái bài kinh này á, thì bài kinh này có tên là Phụ Tử Cộng Hội Kinh, cha con gặp nhau, để nói lên cái sự tích là vua Tịnh Phạn và Đức Phật sau khi thành đạo về lại hoàng cung và gặp nhau. Và Đức Phật đã giáo hóa cho vua Tịnh Phạn xong rồi, thì có người hỏi Đức Phật, bây giờ chúng con gọi ngài là Mâu Ni đó, bậc thánh của dòng họ Thích, và xin cho chúng con biết thế nào để nhận diện đây là một vị Mâu Ni, một người xuất gia có phẩm hạnh. Tất cả đệ tử chúng ta ai cũng là đệ tử của Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni hết. Thì những gì chúng ta học suốt 3 buổi, tối hôm qua, trưa hôm nay và chiều hôm nay, cùng một bài kinh thôi. Và Đức Phật đã đưa ra những cái để chúng ta có thể nhận biết và chúng ta học theo, nhìn ở người và thực tập cho mình. Ví dụ bây giờ mình nhận diện cái người đó qua những cái đức tánh nào để gọi là Mâu Ni, và chính mình cũng có thể thực tập để chúng ta được gọi là một đấng Mâu Ni. Mình không có dám tự xưng mình là đấng thánh, đấng gì hết, nhưng mà mình học hỏi theo cái đức hạnh. Bởi vì Đức Phật xác định Phật là vị đã thành, chúng ta là người sẽ thành. Thì nếu chúng ta thấy rằng đây là những hạnh tốt của một bậc Mâu Ni thì chúng ta học theo. Chẳng hạn như Đức Phật dạy, ở đời thì chúng ta ai cũng phải có dục. Nhưng mà mình muốn, mà nếu khả năng không có thì đừng để nó sai sử mình, đừng để nó phải bị lôi kéo. Chứ còn đời này ai cũng có dục hết. Pháp Hòa ví dụ như cái căn bản dục của mình là gì? Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, có không? Có hết. Ngay cả một người tu cũng không thoát khỏi năm cái này. Người tu cũng phải cần có gì? Cũng cần có tiền, có của để mà hành đạo đó. Đó, nhưng mà mình biết được cái mục đích mình cần nó để làm gì. Cũng giống như mình đi làm để kiếm tiền sống, nhưng mình phải biết được cái gì, phải định với chỉ sức khỏe của mình, hoàn cảnh gia đình mình, con cái mình nó cần mình nhiều hơn. Có thể mình đi làm thêm một nửa ngày đó mình kiếm được 100, nhưng mà con cái rất cần mình trong cái khoảng thời gian đó, thì thôi hy sinh 100 đó để ở nhà với con. Tại vì có thể mình sẽ kiếm thêm được 100, nhưng mà con mình nó hư, và sau này mình có 10 lần, 100 lần của 100 đó, mình cũng không thể nào kéo lại được.
Chứ là chúng ta không có sai khi phải đi làm để kiếm tiền. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta phải có định chỉ và có quán chiếu. Để chúng ta kiếm tiền bằng cách nào? Cho nên là tài, sắc, danh, thực, thùy, căn bản ai cũng có. Nhưng mà chúng ta phải có chánh niệm, có định chỉ và quán chiếu để mọi cái dục của chúng ta không để nó sai sự. Có nhiều khi mình muốn quá mà không được, mình đau khổ. Và thậm chí mình được rồi, mình muốn giữ nó, mình sợ mất nó, rồi mình làm ra nhiều cái tội lỗi khác nữa. Cho nên không cần thiết. Và cái người sống thoải mái, được thì được, không được thì thôi, không có gì quan trọng. Cho nên không có sự giành giật ở trong cái sự tu hành của mình. Chị quý vị sẽ thấy hôm nay Pháp Hòa đang hướng dẫn ở trên Trúc Lâm cái bài kinh ở trong Đại Bảo Tích. Trong một cái pháp hội mà Ngài Di Lặc dẫn khuyên 500 người nên đến gặp Đức Phật Thích Ca để hỏi đạo. Vậy mà trong số 500 người đó chỉ có 60 người đứng dậy đi theo thôi, còn số còn lại ở lại hết. Rồi quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Ngài Xá Lợi Phất năn nỉ Phật bao nhiêu lần để mà nói cái pháp thượng thừa, Đức Phật nói thôi Xá Lợi Phất chẳng nên nói nữa, pháp của ta khó hiểu khó vào. Năn nỉ riết, Phật cuối cùng chấp nhận. Khi Phật tuyên bố tôi sắp sửa nói, 500 người đứng dậy bỏ ra, không giữ. Vì không thể nào chấp nhận Đức Phật nói cái gì nữa. Đức Phật im lặng để cho các vị đi. Và Đức Phật nói bây giờ trong này chỉ còn là hột chắc, những hột lép, những cành lá không còn. Tại vì những người ai có tâm tham ham cầu mới có thể ở lại đây được. Cho mình phải học như vậy. Tức là làm sao mình sống nhẹ nhàng. Có ăn thì ví dụ ngon mình ăn nhiều một chút, dở ăn vừa vừa chứ khỏi con chế. Mà nếu muốn thì chỉ góp ý thôi chứ không có gì phải chê hết. Mà ở đời sở dĩ người ta chê là tại ta không hài lòng với mình thôi. Cái gì mà người ta không thích thì người ta chê thôi. Cho nên đừng buồn mấy cái đó. Người ta chê đâu có nghĩa là nó hoàn toàn nó dở. Vẫn có người khác thích. Thôi thì hôm nay mình học cái bài kinh này để chúng ta thấy được những cái điều mà Đức Phật dạy để chúng ta ứng dụng trong đời. Và chúng ta tạm gọi đây là những cái nhìn về một bậc Mâu Ni, những cái đức hạnh cao đẹp ở một bậc Mâu Ni mà chúng ta có thể tìm được trong cuộc đời này. Nãy giờ mình học hai ngày nay đó thì mình sẽ thấy rằng trong chúng ta ít nhiều cũng có những cái điểm đó. Thấy được như vậy cái tự nhiên mình mừng và mình tiến bộ thêm cái đó. Rồi người khác thấy mình có cái người khác, tất cả chúng ta biết nhìn những người khác để thấy rằng nơi người đó cũng có những đức hạnh như vậy, để chúng ta tăng trưởng cái niềm cung kính và không ghét bỏ ai hết, và ai cũng là một bậc Mâu Ni để chúng ta kính ngưỡng. Vì vậy cho nên Đức Bồ Tát Thường Bất Khinh, có lẽ Ngài đã học được bài kinh này, cho nên Ngài gặp ai Ngài cũng nói tôi không dám khinh Ngài, vì Ngài là bậc diệu vị Phật sẽ thành. Rồi người khác bực tức lắm, ông là ai mà dám thọ ký cho tôi, lấy cây liện, lấy đá liện chạy tuốt đằng kia rồi cũng xây lại, tôi không dám khinh Ngài vì Ngài là Phật sẽ thành. Có lẽ Ngài Thường Bất Khinh nghe được bài kinh này rồi, cho nên Ngài Thường Bất Khinh gặp ai cũng cung kính hết. Ha, A Di Đà Phật. Ta đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân chút cho khỏe.